Trong phần tiếp theo này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Google Chrome. Ok, để cài đặt Google Chrome thì bạn có thể tải cái file cài đặt về hoặc là sử dụng Internet Explorer để cài đặt qua Google và Google. Người ta vẫn bảo là Internet Explorer dùng để tải Chrome Firefox. Anh Chrome máy tính địa bàn tải xuống Google Chrome, chấp nhận và cài đặt. Google Chrome thì đang được rất là nhiều người sử dụng, cùng với Cốc Cốc ở Việt Nam mình thấy Cốc Cốc sử dụng được rất là nhiều. Thì Chrome và Cốc Cốc cùng trên nõi Chromium, các bạn chọn Run này, cài đặt, chạy. Chuẩn bị, kết nối với Internet. Việc cài đặt Google Chrome diễn ra khá là nhanh. Thứ ba trình duyệt này, Chrome, Cốc Cốc và Firefox, thì trước đây mình sử dụng Firefox nhiều hơn, tuy nhiên về sau này thì mình sử dụng Chrome nhiều hơn. Trình duyệt Chrome tải xuống hoàn tất. Ok, đã nhìn thấy Chrome ở đây rồi. Sao này? Chậm nhé. Rồi, mình sẽ vào thử fptgo.vn. Quay ngoài. Ui. Tiện thể sử dụng Chrome thì các bạn có thể kiểm tra cái Adblock Plus, Adblock Plus. Đây là một extension để chặn quảng cáo trên Google Chrome. Thêm rồi, quá nhanh. Vì thế nên khi xem video youtube.com thì chúng ta sẽ bị sẽ đỡ phải xem những quảng cáo. Việc này thì mình không khuyến khích, tuy nhiên thì YouTube dạo gần đây có nhiều cái gọi là quảng cáo nhiều quá, đang nghe nhạc tự nhiên bùng phát quảng cáo. Cái hay không đến tùy mọi người, nhưng đây mình có nói thêm thôi. Ok.